Hôm nay em trực vừa nhận được thông tin có một lô đất full thổ cư có diện tích là 370 m, giá chỉ có 420 triệu thôi, thì tính ra đâu đó là 1,1 triệu một mét vuông. Thì bây giờ em trực sẽ đi từ tuyến đường Hương Lộ 62, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, ngay trường tiểu học Khánh Phú quý anh chị, đi vào lô đất để review lô đất này cho quý cô chú anh chị nhà mình tham khảo nha. Cái hướng này thì mình sẽ đi tới được là khu sinh thái Giang Bay này, thì cách đó chỉ có 7,8 km đường ô tô thôi. Ở đây thì xung quanh dân cư rất là đông luôn. Thì bây giờ nè, em trực sẽ rẽ bên tay trái đi vào lô đất này. Xung quanh đất á, như quý cô chú anh chị mình thấy á, thì họ trồng bưởi rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình phù hợp làm nhà vườn nè, làm cái farm, làm khu sinh thái để mình nghỉ dưỡng tại khu vực này. Tại vì em trực đi thấy là cái không khí ở đây nó rất là mát luôn, phù hợp để mình nghỉ dưỡng này. Thì em trực tính đâu đó khoảng chừng là 350 mét thôi cả nhà, khá rất là gần luôn. Thì ở đây là toàn khu vực dân cư này, điện nước thì đầy đủ này, thì tính ra là khu vực này là phù hợp cho mình làm nhà vườn, làm trang trại là phù hợp nhất. Xung quanh dân cư cộng với điều kiện không khí ở đây rất là thoáng mát. Thì tới đoạn này thì mình đi khoảng chừng vài chục mét nữa thôi là tới lô đất nha cả nhà. Lô đất mình thì nằm phía bên tay phải em trực và nằm sát nhà dân, cạnh cái vườn sầu riêng luôn. Em Trực xin kính chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh Hồng Trực Bất Động Sản Nha Trang. Thì hiện tại là em Trực đang có mặt tại một lô đất thổ cư, có giá rất là rẻ luôn, chỉ hơn 1 triệu mốt mỗi mét vuông, full thổ cư, diện tích là 370 mét, ngang 5 mét rưỡi, đường ô tô, đường này cái nhà, đường bê tông nha, nằm trong khu dân cư, gần trường học nè, gần ủy ban, và cách thành phố Nha Trang mình chỉ hơn 37 km đường ô tô thôi. Và giá cũng rất là rẻ luôn, thì tổng đâu đó em Trực tính ra là 420 triệu cho một lô đất full thổ cư. Thì ở đây á, khu vực này á là người dân họ đang trồng bưởi nè và trồng sầu riêng. Riêng cái lô đất mà em được giới thiệu á là có một cái khoảng sầu riêng trên này quý anh chị. Đây trên này, đó trên này này, đó. Thì bây giờ á em Trực sẽ bay một số đoạn hình ảnh flycam để quý cô chú anh chị nhà mình á có thể hình dung được lô đất cũng như có thể thấy được là những tiện ích còn với khu dân cư xung quanh. Phần mà em chú thích chính là vị trí của lô đất nhà quý anh chị, sát bên cạnh ngôi nhà luôn. Và bên cạnh lô đất mình thì hiện tại là đang trồng sầu riêng rất là nhiều. Đây, ở góc máy quay này thì quý cô chú anh chị nhà mình có thể hình dung được lô đất và con đường đi. Ở đây thì có một khoảng không gian xanh rất là thoáng mát luôn, phù hợp cho quý cô chú anh chị nào lớn tuổi thích ở riêng và làm vườn tại khu vực này. Và xa xa kia chính là trường tiểu học Khánh Phú và đường Hương Lộ 62 Giang Bay. Còn ở hướng ngược lại này thì chúng ta cũng đi ra được là đường Hương Lộ 62 Giang Bay. Nhìn chung là lô đất của chúng ta là đường thông, đi hướng nào cũng ra được là đường Hương Lộ 62. Và từ đường Hương Lộ 62 thì chúng ta đi về tới thành phố Nha Trang là 37 km đường ô tô, đi tới cụm công nghiệp Sông Cầu là 8,6 km, đi về cổng chào thị trấn Khánh Vĩnh là 12 km nha cả nhà. Ở đây thì phù hợp cho quý cô chú nào thích không gian yên tĩnh có thể làm nhà vườn, nhà tạm hoặc là làm vườn tại vị trí này nha quý cô chú anh chị. Và giá bán là 1,1 triệu mỗi vuông, tương đương là 420 triệu. Đây anh chị, đây là đường đi vào lô đất nha. Thì đường này hiện trạng rộng là 6 mét nha. Đi theo hướng chỉ tay của em Trực là mình sẽ đi ra được là đường Hương Lộ 62, thì cách đó là 350 mét, thì ngay tại đó là có trường tiểu học Khánh Phú luôn. Thì ở cái góc nhìn này nè, thì quý cô chú anh chị có thể thấy được là một vài hộ dân ở ngoài đó, tại vì cây cối nó che hết, là em Trực không thể quay được. Thì quý cô chú anh chị có thể nhìn bằng cái góc là flycam nha. Đó, thì ở xung quanh khu vực này thì người dân họ trồng bưởi nè. Đây, cái vườn bưởi nè quý cô chú anh chị. À, và có một vườn sầu riêng ngay tại đây. Đó, thì bên này cũng vậy nè. Đó, bên này cũng có một cái vườn bưởi và vườn sầu riêng. Đây, vườn sầu riêng đây. Thì em Trực cô ra quy hoạch á, thì có một cái đường cao tốc Bắc Nam. Đó, đoạn Đà Lạt Nha Trang sẽ mở rộng tại khu vực này. Đó, sẽ bay luôn cái vườn sầu riêng này, rất là tiếc luôn. À, bây giờ em Trực sẽ tới lô đất này. Ở khu vực này á, không gian rất là thoáng,
Và đặc biệt á, nó sẽ phù hợp cho quý cô chú anh chị nào mà thích yên tĩnh, có thể dựng một cái nhà vườn tại khu vực này. Ở đây thì có điện nước này, đây cái hộ dân đây bên cạnh này đó, có điện nước đi vào. Đường này là đường thông nha quý cô chú anh chị, đường này thì cũng mình đi cũng đi ra được là đường Hương Lộ 62 này, em được cái tới lô đất này. Vào buổi chiều tầm 3 giờ rưỡi rồi, không khí nó rất là mát đây, rất là nhớ đây đó. Từ này, từ cái trụ này thì ngang qua này là 5 mét, là chị già nó phía sau kia theo cái hình vừa lại kèm em được vẽ, thì quý cô chú anh chị mình sẽ dễ hình dung hơn. Em trượt đi qua cái độ này thì quý cô chú anh chị mình sẽ dễ hình dung được nè. Đó, đường thông nha, ở đây thì ô tô mình đi được, đây là chiếc ô tô này. Cái khoảng không gian xanh này thì nhìn nó rất là thích mắt, bởi vì nó không giống như cái thời tiết ở mà Phan Rang á, quý cô chú anh chị, rất là nóng, còn thời tiết ở Khánh Vĩnh này á, thì nó luôn là dễ chịu, được bao bọc bởi cây cối xung quanh. Đường này thì đường này nó hơi xấu một xíu, tại vì là lúc người dân họ thu hoạch keo họ sẽ cái vỏ của cây keo để lâu thì trời mưa nó sẽ phân hủy ra, nên đường hơi xấu. Đường vẫn đi được nha, ô tô mình đi được hết á. Về tầm tiền là 1 triệu mốt mấy trăm ngàn á, thì em trực nhân lên thì là 420 triệu. Thì giá này chủ còn bớt lọc cho quý cô chú anh chị nào mà chốt liền khi xem hết video của em. Dưới 5 triệu thì mình đầu tư, hoặc là mình để dành đầu tư dài hạn cũng được, tại vì khu vực này có một số nơi là lên tới 1 triệu 6, 1 triệu 7, riêng lô này giá còn rất là rẻ luôn, nên em trực đi quay liền để quý cô chú anh chị mình có tham khảo, dành thời gian suy nghĩ để mình đầu tư. Và từ cái vị trí lô đất của mình á mà đi tới khu sinh thái Giang Bay là 3,8 km, còn nếu mình đi về tới cụm công nghiệp Sông Cầu á, ngay cái quốc lộ 27 á, thì cách đó là 8,2 km nha anh chị. Đi về xã Dương Tân của huyện Dương Khánh là 9 km, còn đi tới thị trấn Khánh Vĩnh á, ngay cổng chèo của huyện Khánh Vĩnh là 12 km đường ô tô. Cách cao tốc Bắc Nam thì chừng đâu đó chừng là 13 km thôi quý anh chị. Khi mà đường xe đã hoàn thiện xong thì mình đi rất là dễ, cũng đi rất là nhanh luôn. Xong mà tuyến cao tốc mà Đồng Minh Hảo thông thì từ Sài Gòn mà đi về thành phố Nha Trang mình thì đâu đó tầm khoảng chừng là 4 tiếng thôi, rất là nhanh. Thì xung quanh đây á thì đa số là người dân họ sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, nó cũng yên tĩnh. Thì nãy giờ em trực cũng review xong lô đất có diện tích là 370 m, giá là 420 triệu full thổ cư. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu đi xem lô đất này thì liên hệ em trực sẽ gửi toàn bộ thông tin vị trí qua Zalo, và em trực sẽ hỗ trợ pháp lý cho quý cô chú anh chị mà đặt cọc cho đến khi giao sổ cho quý cô chú anh chị luôn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một video tiếp theo. Get 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 get